Em mới tuyển được cho mọi người chúng ta khoảng mười mấy con huyết nhỏ nha mọi người, tầm 16 cho đến là 19 xăng, chỉ từ 5 củ 9 thôi, tất cả đều đồ mổ hết luôn. Mời anh em mình xem qua clip này ha. Bên em có nhận giao lưu những con cá sấu, lấy cá đẹp cho anh em mình luôn. Còn anh em nào thích góp cứ mang cá về, bỏ được chứ cũng được luôn anh em mọi người ha. Trong clip này em sẽ lên cho mọi người chúng ta khoảng 17 con, em sẽ quay từng chiếc từng con mọi người chúng ta lên mã số ô, anh em nào thích nào là muốn nói nha. Rồi. Ok. Ok mọi người, thì đây là ô số 1 mọi người nha. Con này là 6 củ 9 ha. Em nó là 19 cm. Đó, con này là 6.9 củ nha mọi người nha. Đó. 6 củ 9. Đó. Đuôi đỏ nha mọi người nha, đuôi đỏ môi đỏ ha. Cá chuẩn luôn, ô số 1 đầu muỗng đuôi to càng dài. 6.9 củ ô số 1 nha mọi người nha. Đó, cá thì rất là sung, ăn uống rất là khỏe nha, nhập tính nhập giấy chip đầy đủ nha mọi người nha. 6.9 củ. Rồi. Tiếp theo bên đây là ô số 2 mọi người nha. Con này ngắn đòn ha, ngắn đòn nở hậu nha mọi người. Và đuôi nó rất là đỏ luôn. Em này là 5 củ 9 thôi nha. Tầm 10 con này khoảng 17 cm. Đó. Đầu muỗng luôn mọi người, đầu muỗng nở hậu nha mọi người nha. Đó. Ô số 2 5.9 củ, nó làm con dế hơi bự cho nên em nó hơi ngại đó. Rồi đây là ô số 2 mọi người nha, 5.9 củ ha. Rồi bây giờ mình đến với ô số 3, quất luôn, bự thì bự chơi luôn. Ô số 3 này 5 củ 9 luôn nha mọi người nha, cũng tầm 17 cm luôn, con này cũng đầu muỗng luôn ha, đuôi đỏ luôn. Ô số 3 5 củ 9 luôn nha mọi người nha, 5.9 luôn ha. Đó. Con này thì nó dài hơn con vừa rồi chút xíu ha. 17 17 hơn vậy đó. Rồi đó. Rồi, bên đây là ô số 4. Ô số 4 này là 6 củ 3 mọi người nha. Số 6 củ 3 ha, em này 17 18 cm. 6.3 củ. Đó. Bữa nay cho ăn mấy con dế nó hơi bự chút xíu cho nên là mấy em cá nó hơi ngại nha mọi người nha, nhưng mà ăn vẫn ăn được hết á. Anh em về chúng ta có thể cho ăn dế, ăn sâu, ăn cá mòi đều được hết nha mọi người nha. Đây là ô số 4 nha, 6.3 củ, tầm 18 cm ha. 6 củ 3 nha. Đó. Rồi ok. Bên đây là ô số 5 nha mọi người nha. Ô số 5 này là 5 củ 9 nha. Đó, cá rất là ngắn đòn nha mọi người. Em này ngắn đòn ha, bạn cao ha. Đó, đầu muỗng mắt hoa chuẩn chỉ hết luôn. Ô số 5 5 củ 9 nha mọi người. 5 trên 9 củ. Cá là căng đét luôn nha, chuẩn chỉ hết nha. Em này khoảng tầm 17 xăng. Rồi. Ok. Rồi, và đây là ô số 6 mọi người ha. Ô số 6 này khoảng là 17 cm. Đó, 5.9 củ. Đó, môi đỏ, đuôi đỏ chuẩn chỉ nha mọi người nha, 17 cm. 5 củ 9 thôi. Đó. Đấy, rất là sung, uống bình thường mọi người nha. 5 củ 9 ô số 6. Đầu muỗng luôn mọi người ha. Đó. Ok. Rồi. Và mình qua đến ô số 7 nha mọi người nha. Ô số 7 con này đầu muỗng rất là nhiều luôn nha mọi người. Đó, ăn uống tinh tế luôn. Khoảng 17 xăng, đuôi to, đầu muỗng, con này là 6 của 3. Ô số 7 ha. Ô số 7. 6 của 3, ô số 7 mã clip là 208 nha mọi người nha. Đó, clip được đăng ngày 2 tháng 8 ha. Rồi. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ mình đến với ô số 8. Ô số 8 con này đầu muỗng nha mọi người nha. Đầu muỗng nhiều luôn, con này là 6 củ 9, ngắn đọt bản cao luôn anh em ơi. Đó. Đó, anh em thấy không? Cá rất là nở hậu căng xè luôn nha mọi người ha. Đây là ô số 8, 6.9 củ ha. 6 củ 9. Đúng. Ok. Rồi, bên đây là ô số 9 nha mọi người nha. Ô số 9 này là 5 củ 9 thôi. Ăn uống tí thế luôn. Cá chuẩn chỉ nha mọi người nha, 5.9 củ.
Ô số 9 mã clip là 208. Bên em có những giao lưu cá sấu cá lỗ lên đời cá đẹp nha mọi người nha. Rồi có góp cho em luôn, khỏi cần bị chiếm luôn ha. Anh em chúng ta cần gì chúng ta cứ bấm số em 2222 3 3 đầu 09. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ô số 9. Rồi bên đây là ô số 10. Ô số 10 con này rất là đẹp luôn mọi người, càng rất là dài và đuôi cực kỳ to. Ở cái size mini này nó đã phát triển như vậy rồi ha. Con này là 7 củ 5, đầu muỗng rất nhiều luôn mọi người nha. Con này tố chất rất cao nha. Ô số 10 7 củ 5, đuôi rất là bự luôn. Đuôi rất là bự, càng dài 7.5 củ đó. Rồi rồi và đây là em ô số 12 mọi người nha. Ô số 12 con này đầu rất là muỗng nha, đuôi to càng rất là dài luôn đó. Càng dài đuôi to đầu muỗng đó, 17 xăng 6 củ 2 nha mọi người nha. Này tố chất rất cao nha, màu đỏ sáu củ hai ô số 11. Rồi bên đây là mình sẽ đến với ô số 10, 12 6 củ 3. Không, vừa rồi là ô số 1, bây giờ tới là ô số 12, con này 6 củ 3 nha mọi người nha. Con này 78 xăng nha. Đuôi con này rách một xíu không thành vấn đề mọi người nha. Đầu muỗng bản cao ha, 6.3 củ. Đó. Ô số 12. Đúng. Đúng. Rồi. Bên đây là bé này là ô số 13, con này là 18 19 xăng. Đuôi đỏ căng xè luôn anh em ơi. 6 củ 5 ô số 13 nha, đuôi cực kỳ căng luôn và đuôi tròn tam hoa nha. Đó. 18 19 xăng ô số 13 6.5 củ. Sáu của năm. Rồi bên đây là mình sẽ tới với ô số 14 nha. Con này cũng 6 của năm luôn, đầu muỗng ngắn gọn, đuôi to nha mọi người. Đó, đuôi đỏ luôn. Ăn thì thôi rất là sung nha mọi người ha. Ghế bự cá nhỏ mà vẫn ăn. Đó. Ăn rất sung nha. Ô số 14, 6 của năm luôn. Môi đỏ, đuôi tròn tam hoa mọi người nha, đuôi quạt luôn. Đó, vàng luôn rất đẹp. Rồi bên đây là ô số 15. Ô số 15, con này là 6 củ 5 nha. Con này 18 xăng. 6.5 củ. Đó, đầu muỗng ha. Đó. Ô số 15, 6 củ 5 nha mọi người nha. Rồi bên đây là ô số 16. Ô số 16 con này là 6 của 5 luôn, cũng 18 19 xăng luôn nha mọi người nha. Bên đây nó của nó không ăn, giờ nó thấy bình cà nó lườm 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 đòi ăn quá trời. Đó. Đó. Con này thấy con kia làm quá cũng rút một cái luôn, sợ con kia nó ăn mất đó. Đó là hiệu ứng cạnh tranh ăn mồi mọi người nha. Rồi, bên đây là ô số 16, 6.5 củ nha mọi người nha. Đó, giờ nó mới thấy của nó mới ăn nè. Đó. Ô số 16, 6.5 củ. Đó, mã nip là 208 mọi người nha. Nip này em lên 17 con thôi, còn con cuối cùng nó quay cho mọi người xem luôn ha. Đó. Rồi, đây là ô số 17. Con này đặc biệt đuôi kèn rất đẹp luôn, đầu muỗng. Size tầm 17 cm thôi, nhưng mà rất là đẹp nha mọi người nha. Bản đuôi rất cao, con này 7 củ 5 nha. Ô số 17, mã nip là 208, là con cuối cùng trong clip này luôn ha. Anh em thích con nào lụm con đó nha. Đó. Rồi ok. Quất. Tập. Rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em thích con nào thì lụm con đó nha. Ok, bye bye.